Ở những phút cuối của hiệp 2, hết sức hợp lý và Nhâm Anh Dũng. Em đi đâu nữa vậy? Đó là niềm hạnh phúc của Nhâm Anh Dũng sau khi ghi bàn giúp cho U23. Em có biết là con đang cần em không? Nó đang tuổi lớn, hơn bao giờ hết nó rất là cần em. Đã vậy cả ngày hôm nay nó sốt mê man đó, thấy chưa? Sẵn bữa nay á, tôi nói cho anh biết luôn, tôi không muốn chôn vùi tương lai của mình ở trong cái nhà này. Và mỗi tối tôi phải làm tất cả công việc như một thói quen. Tôi có quyền tự do của riêng tôi. Tối nay tôi có hẹn với bạn đi khiêu vũ, tôi sẽ về trễ lắm, anh khỏi đợi cửa. Nhưng mà con đang sốt, anh muốn em ở nhà. Bộ em đi một bữa không được sao? Alo, anh Thịnh hả? Anh tới vũ trường chưa? Em đang tới nè. Ok, lát nữa mình gặp nhau nha. Em đứng lại, anh không muốn em đi đâu hết. Em ở nhà cho anh. Tôi có quyền tự do của riêng tôi, anh lấy quyền gì mà cấm cản tôi hả? Có bao giờ anh cấm đoán cái gì chưa? Nhưng mà hôm nay con nó bệnh, em ở nhà một bữa đi, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đi. Anh nói người khác á, anh hãy nhìn lại bản thân của anh đi. Anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha chưa? Anh có kiếm tiền nhiều bằng tôi không? Bao giờ kiếm tiền nhiều bằng tôi đi thì hẳn lên tiếng. Vô dụng, bất tài mà bà đặt lên mặt nữa. Anh giỏi lắm. Bữa nay anh còn dở cái thói vũ phu với tôi nữa. Không bao giờ cũng thấy mặt anh.